có một loài nước mắm thuần khiết Sinh ra để làm nên sự khác biệt Gói trọn tinh hoa của biển cả tính thức hương vị đậm đà thường hạng Đẳng cấp Sang trọng Là món quà tình thân ý nghĩa để luôn nhắc ta nhớ về cội hiện nay đã có mặt tại tất cả các tiểu bang trên toàn quốc Úc châu với 3 kích cỡ khác nhau, bao gồm 250ml, 500ml và 750ml. Tại Melbourne, nước móng hoàng gia đang được phân phối bởi công ty Oxford Foods và bán lẻ tại các siêu thị, phai nàng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Tony Bùi 0481 177 -996. xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả của Đài Việt TV Úc Châu. Kính thưa quý khán giả của Việt TV, thông tin về cuộc họp hội đồng quản trị của ngân hàng chữ kim RBA là thông tin được quan tâm nhiều nhất. Ngoài ra, báo chí cũng đang bận rộn đưa tin về cú lội ngược vòng của thủ hiến Queensland về địa điểm sẽ tổ chức lễ khai mạc Thế vận hội Brisbane 2032. Trong lĩnh vực xây dựng, thêm một công ty vừa tuyên bố phá sản sau 50 năm hoạt động. Và sau đây là phần tin chi tiết trong bản tin vào lúc 3 giờ chiều hôm nay thứ Tư, ngày 20 tháng 3 năm 2024 của Việt TV. Đầu tiên là tin về phiên họp hội đồng quản trị của Ngân hàng Chữ Kim ABA ngày hôm qua. Vào đầu tháng 2, Ngân hàng Chữ Kim đã có phiên họp đầu tiên của năm 2024 – trong phiên họp này, thống đốc Michel Bullock đã lên tiếng cứng rắn rằng không thể loại trừ khả năng tăng lãi suất thêm. Và trong tuyên bố sau cuộc họp ngày hôm qua, hội đồng quản trị cũng không hẳn đã từ bỏ ý tưởng đó. Tuyên bố này cũng đồng thời nâng cao khả năng cắt giảm lãi suất lên mức tương tự một cách hiệu quả. Những tuyên bố lập lờ này có vẻ như đang bị chi phối bởi quyết định từ Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ The Fed, khi nhiều thông tin cho thấy là The Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 3 hoặc ít nhất là vào tháng 5 và hầu hết các ngân hàng trung ương của các nền kinh tế phát triển khác dự kiến sẽ cắt giảm ngay sau đó. Sự hiểu biết thông thường vẫn cho rằng việc cắt giảm lãi suất của Mỹ gần như là điều kiện tiên quyết để ABA hành động. Tuy nhiên, phân tích về giá thị trường của hãng tin tài chính Bloomberg cho thấy khả năng Úc cắt giảm lãi suất vào tháng 6 cao hơn một chút so với động thái của Mỹ. Mặc dù đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên ở đây vẫn chưa được định giá đầy đủ cho đến tháng 9, Điều đó phù hợp với nhiều dự báo của các nhà kinh tế, nhưng không phải là tất cả. Nhà kinh tế cấp cao của ANZ Catherine Bush nhận định, có nguy cơ ABA phải đợi đến năm 2025 trước khi bắt đầu cắt giảm lãi suất, nhưng kịch bản của ANZ vẫn là vào tháng 11 năm nay. Ngoài ra, còn có một lý do khác khiến ABA thực hiện sự thay đổi tinh tế nhưng quan trọng trong ngôn ngữ, đó là khả năng thực sự là nền kinh tế đột nhiên chậm lại nhiều hơn sau đợt tăng lãi suất vào tháng 11 so với dự kiến mặc dù thống đốc Michelle Bullock một lần nữa phủ nhận rằng động thái trong tháng đó là không cần thiết hoặc đã gây ra bất kỳ thiệt hại cụ thể nào cho nền kinh tế. Kế đến là tin từ Queensland. Thay đổi địa điểm chính cho Thế vận hội Brisbane, cú lội ngược đầy bất ngờ. Sự lật ngược bất ngờ của chính phủ Queensland về địa điểm sẽ diễn ra lễ khai mạc và bế mạc của Thế vận hội Olympic Brisbane 2032 đã gây ra phản ứng dữ dội. Đã hơn 900 ngày kể từ khi Brisbane được công bố là nhà của Thế vận hội Olympic và Paralympic 2032 và chính phủ Queensland đã quay trở lại với sân vận động trung tâm của mình. Thủ hiến Stephen Mouse vào thứ hai đã xác nhận rằng chính phủ của ông sẽ phớt lờ lời khuyên từ một cơ quan đánh giá độc lập về đề xuất xây dựng một địa điểm trị giá 3 tỷ 400 triệu đô la với 55.000 chỗ ngồi tại công viên Victoria Park thuộc nội thành phía bắc thành phố Brisbane. Thay vào đó, chính phủ sẽ cho nâng cấp sân vận động Suncorp để nơi đây trở thành địa điểm chính diễn ra những buổi lễ quan trọng của Thế vận hội Brisbane 2032, bao gồm cả lễ khai mạc và bế mạc. Điều này cũng có nghĩa là kế hoạch xây dựng lại sân vận động Gabba trị giá 2 tỷ 700 triệu đô la cũng đã trở thành quá khứ. Quyết định này của chính phủ Stephen Mouse đồng nghĩa với việc chính phủ sẽ bồi thường hợp đồng trị giá 500 triệu đô la, cộng thêm nhiều chi phí khác khi sân vận động Gabba rời khỏi cuộc chơi. Trước đó vào thứ ba, Thủ hiến Stephen Mouse cũng đã tiết lộ rằng ông quyết định bỏ qua cuộc đánh giá độc lập về thế vận hội và tiếp tục chi 1 tỷ 600 triệu đô la để nâng cấp trung tâm thể thao Queensland, gọi tắt là IOC, sau khi một thành viên trong Ủy ban Olympic Quốc tế, ông John Coates, đã đề xuất điều đó. Tin đời sống đắt đỏ Nghị sĩ độc lập ủng hộ dự luật mới, giới hạn phí chăm sóc trẻ em là 10 đô la một ngày. Những người ủng hộ việc chăm sóc trẻ em đang tăng cường nỗ lực đưa dịch vụ chăm sóc trẻ em với giá rẻ hơn và tăng thời gian nghỉ phép có lương của cha mẹ vào luật pháp của nước Úc. Theo đề xuất này, thì cha mẹ có thể trả ít nhất là 10 đô la mỗi ngày cho việc chăm sóc trẻ em và nhận được tối đa 52 tuần nghỉ phép có lương theo dự thảo luật mới nhằm tìm cách cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em miễn phí cho các gia đình có thu nhập thấp. Cụ thể, nghị sĩ độc lập Zoe Daniel đã đề xuất 3 ngày học sớm mỗi tuần sẽ được đảm bảo cho tất cả trẻ em từ 5 tuổi trở xuống, giới hạn ở mức 10 đô la mỗi ngày và miễn phí cho các gia đình có thu nhập thấp. Bà Chenu cho biết, chính sách mới này có thể mang lại sự thay đổi nhằm nâng cao tỷ lệ phụ nữ tham gia lực lượng lao động và giảm áp lực chi phí sinh hoạt mà các hộ gia đình Úc phải đối mặt. Theo dữ liệu gần đây từ Ủy ban năng suất, thì chi phí chăm sóc trẻ em phải tự chi trả đã tăng đáng kể đối với các gia đình sống ở mọi tiểu bang và vùng lãnh thổ trong số các tiểu bang, Victoria hiện phải trả hóa đơn giữ trẻ cao nhất, với chi phí trung bình cho 50 giờ chăm sóc tại trung tâm là 626 đô la một tuần. Mặc dù chính phủ đã tăng trợ cấp chăm sóc trẻ em cho các gia đình có thu nhập dưới 530.000 đô la vào tháng 7 năm ngoái, tuy nhiên, theo báo cáo từ Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng ACCC, thì chi phí đã tăng gần gấp đôi tỷ lệ tiền lương và lạm phát trong khoảng thời gian từ năm 2018 đến năm 2022. Ông Jay Weatherill từ tổ chức Thrive by Five cho biết, có quá nhiều trẻ em ở Úc đã không thể đến nhà trẻ hoặc trường mầm non vì cha mẹ chúng không đủ khả năng chi trả. Nhiều gia đình cho biết chi phí cho việc đi nhà trẻ tương đương với khoản nợ thế chấp thứ hai. Những người ủng hộ việc chăm sóc trẻ em cho biết dự luật mới sẽ được đưa ra để tham vấn cộng đồng và sẽ tìm kiếm sự hỗ trợ của lưỡng đảng từ các nghị sĩ sau khi được đề xuất tại Quốc hội trong cuộc họp ngày hôm nay. Tin thị trường nhân dụng AGL đánh giá hiệu suất của nhân viên làm việc tại nhà và tại sở. Nhân viên tại một trong những công ty năng lượng lớn nhất nước Úc là AGL đã được cảnh báo là không nên mong đợi được thăng chức nếu họ không đến văn phòng ít nhất 3 ngày một tuần. AGL Energy đã cùng với các công ty năng lượng đối thủ là Origin và Suncorp giới thiệu chính sách làm việc tại nhà mới gọi tắt là WFH nhằm liên kết việc đến văn phòng với đánh giá hiệu suất. Theo chính sách được đưa ra vào tháng 1, những nhân viên nào không đến văn phòng trong 3 ngày bắt buộc có thể bị mất tiền thưởng và nhiều quyền lợi khác. Trong một tuyên bố từ tổng công ty cũng cho thấy AGL tự hào về nền văn hóa hòa nhập, linh hoạt và hợp tác của mình. Các lựa chọn làm việc linh hoạt của AGL bao gồm bán thời gian, giảm hoặc giảm giờ làm, nghỉ việc, chia sẻ công việc và làm việc kết hợp. Theo mô hình làm việc kết hợp của AGL, nhân viên được yêu cầu làm việc tại văn phòng tối thiểu 3 ngày mỗi tuần, trừ khi đã thống nhất được thỏa thuận làm việc linh hoạt hoặc áp dụng các mô hình làm việc tại địa điểm cụ thể khác. Chính sách này được đưa ra sau khi công ty công nghệ Dell của Mỹ đưa ra quy định nghiêm ngặt về việc quay trở lại văn phòng vào tháng 2. Trong đó, các nhân viên hoàn toàn làm việc từ xa được thông báo rằng họ sẽ không được thăng chức hoặc không thể thay đổi vai trò. Hiện tại, khoảng 37% người Úc thường xuyên làm việc tại nhà, theo dữ liệu gần đây nhất từ Tổng nhà Thống kê ABS. Trong khi đó, thì Ủy ban Công bằng Lao động tức là Fair Work Commission hiện đang điều tra xem liệu có nên đưa quyền làm việc tại nhà vào các giải thưởng công nghiệp hay không. Khoảng 2.2 triệu công nhân được trả lương có thể bị ảnh hưởng bởi kết quả của cuộc đánh giá của Fair Work. Nhắc lại là đầu tháng này, một công chức đã chiến thắng trong vụ kiện yêu cầu quyền được làm việc tại nhà bất chấp nhiều lời kêu gọi từ chính phủ Queensland để buộc anh ta phải đến văn phòng thường xuyên hơn. Đó là nhân viên y tế Daniel Hume đã nói với người quản lý của anh rằng làm việc tại nhà giúp anh làm việc hiệu quả hơn và giúp anh dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Bộ trưởng nơi làm việc Tony Burke cho biết có rất nhiều ví dụ cho thấy làm việc tại nhà mang lại lợi ích chung cho cả người lao động và người sử dụng lao động, đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp hãy cởi mở trong các cuộc thảo luận. Lãnh đạo phe đối lập Peter Dutton cho biết Tuy ủng hộ sự linh hoạt cho người lao động, nhưng ông vẫn lo ngại về tác động của việc giảm năng suất đối với nền kinh tế. Tin sinh hoạt tài chính Thêm một công ty xây dựng vừa tuyên bố phá sản sau 50 năm hoạt động. Một công ty xây dựng lớn vừa tuyên bố phá sản với phần lớn nhân viên bị sa thải, trong khi nhiều dự án trị giá 120 triệu đô la đang được triển khai. Công ty Project Coordination có văn phòng tại Canberra và Wollongong đã hoạt động được 50 năm, nhưng vào chiều hôm qua thứ ba đã bắt đầu chuyển sang hoạt động quản lý tự nguyện. Vào thời điểm ngừng hoạt động, Project Coordination có các dự án trị giá 120 triệu đô la, cộng thêm các dự án khác trị giá gần 90 triệu đô la đang được triển khai và đã sẵn sàng bắt đầu. Theo thông tin từ các quản trị viên được bổ nhiệm, thì công ty đã mất khả năng thanh toán và các cuộc điều tra sơ bộ cho thấy công ty đang nợ hơn 200 chủ nợ với khoản tiền gần 20 triệu đô la. Hầu hết các khoản nợ này chỉ mới phát sinh trong 2 tháng qua. Project Coordination bắt đầu hoạt động vào năm 1975 theo mô hình kinh doanh của gia đình. Hiện công ty đang có 67 nhân viên. Trong số này có 38 người làm việc tại ACT và 29 người ở Wollongong đã bị sa thải. Số thành viên còn lại là 12 người vẫn được giữ lại để giúp đỡ các quản trị viên trong việc liên lạc với các chủ nợ để tìm kiếm giải pháp chung. Sự sụp đổ của Project Coordination cũng đã khiến 14 dự án xây dựng gặp nguy hiểm, trong đó có 10 dự án ở lãnh thổ thủ đô ACT và 4 dự án còn lại ở New South Wales. Cuộc họp chủ nợ đầu tiên sẽ được tổ chức vào ngày 2 tháng 4. Đây không phải là công ty xây dựng đầu tiên có địa điểm ở cả ACT và New South Wales phá sản trong năm nay. Tháng trước, Granny Flats và Home Extensions của Qubit cũng đã phá sản với khoản nợ 6.8 triệu đô la, ảnh hưởng đến 120 dự án. Một tuần sau, ba công ty Rock Projects Rock Projects and Rock Projects thuộc tập đoàn Rock cũng đã đi vào quản lý. Những công ty này chuyên về tân trang trong 26 năm qua, với 63 dự án hiện tại trên khắp New South Wales, ACT, Victoria và Queensland. Trong thời kỳ kinh tế khó khăn và lạm phát, các công ty xây dựng thường là những người đầu tiên cảm thấy khó khăn khi hoạt động với tỷ suất lợi nhuận nhỏ như vậy. Con số đáng kinh ngạc là 2.349 công ty xây dựng đã sụp đổ trong năm qua, với nỗi lo sợ rằng nhiều công ty khác có thể sẽ sớm sụp đổ. Thật vậy, trong số 8.471 doanh nghiệp sụp đổ vào năm 2023, gần 28% thuộc ngành xây dựng, theo dữ liệu do Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp đưa ra. Sau cùng là tin từ Victoria. Kế hoạch đình công của nhân viên Vilai bị hủy bỏ. Hành động đình công của công nhân Vilai dự kiến sẽ diễn ra vào 2 ngày, 22 và 28 tháng 3 sẽ không còn được tiến hành sau khi công đoàn rút lại kế hoạch. Hành động đình công của Liên minh đường sắt, xe điện và xe bus lẽ ra sẽ ảnh hưởng đến mạng lưới v trên khắp tiểu bang Victoria trong hai ngày 22 và 28 tháng 3. Tuy nhiên, chiều tối hôm qua v đã lên mạng xã hội để thông báo cho người đi đường rằng biện pháp đình công theo kế hoạch đã bị hủy bỏ. Liên đoàn vận tải ABTU cho biết họ đã rút lại hành động đình công một cách thiện chí trong bối cảnh có thông tin mới từ v do cơ quan này cũng đồng ý để chính quyền tiểu bang ngồi vào bàn thương lượng. Thư ký chi nhánh ATBU Victoria Vishama cho biết, sau nhiều tháng thương lượng cùng với bảy lần ngừng hoạt động trên toàn tiểu bang và các hội nghị được tổ chức tại Ủy ban công bằng việc làm, Vilai cuối cùng cũng đã cung cấp thông tin cho phép nhóm thương lượng của chúng tôi có những cuộc đàm phán có ý nghĩa. Hiện tại theo báo cáo sẽ có thời gian đàm phán kéo dài 4 tuần lễ, được giám sát bởi một hòa giải viên độc lập. Giám đốc điều hành Vilai Matt Carrick cho biết Chúng tôi sẽ tiếp tục đàm phán một cách thiện chí để đạt được giải pháp với công đoàn nhằm mang lại một thỏa thuận nơi làm việc hiện đại, mang lại kết quả tuyệt vời cho người lao động của chúng tôi. Với bản tin vừa rồi, Thanh Huyền xin tạm dừng chương trình tin tức của VietTV Australia. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thanh Huyền xin chào tạm biệt và chúc quý vị có một ngày thật đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức của Đài VietTV Úc Châu vào lúc 10 giờ sáng ngày mai.